Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021. Trong chương trình thời sự hôm nay có bài Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng về nhân sự đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân và bài chương trình ô cấp cơ hội cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, Hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2020 và hợp mặt kỷ niệm 4 năm ngày thành lập Hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang. Đến dự có bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Trong năm qua, dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, nhưng hội viên Hội nữ doanh nghiệp tỉnh đã tích cực thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Hội đã có những đóng góp đáng kể trên các lĩnh vực kinh doanh, công tác an sinh xã hội như tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho hộ nghèo, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, hội còn chung tay cùng các ngành các cấp đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, thăm động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Cũng trong dịp này, hội đã trao tặng hai căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo ở vùng biên giới với tổng trị giá 100 triệu đồng. Đồng thời, hội đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hội. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Nguân phối hợp với Phòng văn hóa Thông tin thành phố Châu Đốc, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Đến chiều có ông Nguyễn Phước Hiền, Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh An Giang. Với chủ đề yêu thương và chia sẻ, Ngày Quốc tế Hạnh Phúc năm nay kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đoàn kết chia sẻ, tự giác chung tay phòng chống dịch COVID-19 qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các giai cấp trong xã hội về giá trị của hạnh phúc gia đình, về vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác gia đình, về quyền nghỉ dụ của gia đình, về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình, từ đó mỗi cá nhân gia đình tổ chức có hành động cụ thể thiết thực để xây dựng gia đình hạnh phúc. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, thành phố Châu Đốc đón được 111.050 lượt du khách đến tham quan khu du lịch quốc gia Núi Sam, thu phí tham quan trong tuần được trên 2 tỷ đồng. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu du lịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách khi đến khu du lịch quốc gia Núi Sam, các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu người dân và du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến khu du lịch quốc gia Núi Sam, chợ siêu thị Bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, những nơi tập trung đông người tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cường thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong khu vực biên giới. Khi phát hiện người qua lại biên giới trái phép phải báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đẩy mạnh khuyến cáo nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm giải pháp 5K. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa ban hành kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Theo đó, thành phố Châu Đốc tiếp tục tổ chức thực hiện và quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố những quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, nghị định số 81 trên NDCB ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính Nghị định số 97 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định chuyên ngành về xử lý vi phạm hành chính thực hiện tốt công tác tập quấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính để nâng cao năng lực tham mưu xử lý kịp thời các vi phạm hành chính qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố. Thông qua việc thu thập, phân loại, thống kê và xem xét, đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thời gian qua, Công an phường Châu Phú B đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường thực hiện thông tư 23 về việc công nhận khóm, cơ quan, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Kết quả trong năm qua trên địa bàn phường Châu Phú B có 100% cán bộ công chức đăng ký. Có 6.271 hộ gia đình đăng ký thực hiện đạt 94,64%, 14 trên 14 khóm, 5 trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đặc biệt là quần chúng nhân dân đã nhận thức cao về việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó đã cung cấp nhiều thông tin về tình hình an ninh trật tự cho cơ quan công an. Bên cạnh đó, triển khai nhiều hoạt động phối hợp thực hiện có hiệu quả, chương trình cảm hóa giáo dục chính thanh niên chậm tiến theo kế hoạch 4 cộng 1, từ đó giúp thanh niên chậm tiến xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Để công tác bầu cử diễn ra an toàn đúng luật định, hiện nay các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Tiểu ban tuyên truyền chủ động phối hợp với ban tuyên giáo thành ủy, cơ quan thông tin đại chúng, triển khai kế hoạch tuyên truyền cổ động sâu rộng trong cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là quan tâm đến các phường xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số như phường Châu Phú A để các quy định, luật và văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, thành phố được truyền tải hiệu quả. Tiểu ban tuyên truyền cũng đã triển khai nhiều hình thức đa dạng phong phú như bố trí pano áp hít, khẩu hiệu, tranh cổ động trên các trục lộ chính nơi tập trung dân cư, biểu diễn văn nghệ, thông tin cổ động, hội đáp giải thích, vấn về bầu cử, ứng cử, hội nghị hiệp thương. Bên cạnh đó, tổ chương viên và các tiểu bang đã phối hợp cùng Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc hướng dẫn các ứng viên hoàn thành hồ sơ ứng cử theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc giám sát, kịp thời phát hiện khắc phục các sai sót, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ diễn ra ngày 16 tháng 3 năm 2021 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự giao cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở một cách tích cực, đồng bộ và quyết tâm cao, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng lòng dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Thời gian từ nay tới đó không còn nhiều, trong khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, các bước chuẩn bị đang được thành phố Châu Đốc khẩn trương, triển khai với mục tiêu vừa đảm bảo tính chú đáo nhưng vẫn an toàn chặt chẽ, để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Ngay từ tháng 2 năm 2021, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Châu Đốc triển khai tích cực, đồng bộ nhằm đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch bầu cử của tỉnh, của thành phố và đúng trình tự theo luật định. Quỹ ban bầu cử thành phố Châu Đốc đã thành lập một tổ chuyên viên và ba tiểu ban, gồm tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố châu đốc và các phường xã cũng đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Dự kiến số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử vào hội đồng nhân dân thành phố khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 và đang chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp thương lần thứ hai. Hiện thành phố châu đốc đã lập 9 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố được bầu theo luật định là 30 đại biểu. Còn tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã phường được bầu là 162 đại biểu, 44 đơn vị bầu cử. Đồng thời, Quỹ ban bầu cử thành phố cũng đã giao tổ chuyên viên phối hợp với chi cục thống kê, phòng nội vụ và các cơ quan có liên quan, tổ chức nhiều đợt tập quấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho cấp thành phố, cấp phường xã. Song song với những nhiệm vụ trên, công tác phòng chống dịch COVID-19 giữ vững địa bàn an toàn, ổn định phát triển. Để phục vụ bầu cử cũng đã và đang được thành phố tích cực triển khai. Đặc biệt, các lực lượng công an quân sự cũng đã có phương án phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng giải quyết dứt điểm các phát sinh về an ninh trật tự nếu có ngay tại cơ sở. Trong quý 1 năm 2021, Ban vận động quỹ vì người nghèo phường Châu Phú A đã vận động từ các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn phường hỗ trợ quỹ vui xuân không quên người nghèo và quỹ vì người nghèo được số tiền 279 triệu đồng. Vận động mạnh thường quân phát 100 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 26 triệu đồng phần quà Tết cho 151 hộ gia đình chính sách, mỗi phần 20 kg gạo và 400.000 đồng, 30 hộ cận nghèo mỗi hộ 20 kg gạo 300.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá 69 triệu 400.000 đồng do Quỹ Ban Hoạt trận Tổ quốc, thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Cấp phát 277 phần quà cho 277 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết Tân Sửu năm 2021, mỗi phần quà trị giá 425.000 đồng, tổng trị giá 116 triệu 450.000 đồng. Nhân dịp trăm tháng Giêng, vận động Mạnh Thường Quân phát tặng 2.630 kg gạo hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn, lực lượng dân quân, dân phố trên địa bàn phường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn qua các giai đoạn đã chứng minh, các cấp ủy Đảng lãnh đạo thống nhất công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhân tố quyết định đến chất lượng đại biểu, hoạt động của cơ quan dân cử. Sau đây kính mời quý vị và các bạn nghe bài đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về nhân sự đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc, Hội đồng nhân dân các cấp đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình là cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và trong hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới việc tổ chức và điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian đọc văn bản các báo cáo được tóm tắt trình bày tại kỳ họp để dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn chủ tọa điều hành kỳ họp chặt chẽ linh hoạt theo chương trình làm việc gợi mở các vấn đề cần tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau tạo sự nhất trí cao giai trò và chất lượng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân tại các kỳ họp hội đồng nhân dân cũng đã được nâng lên đáng kể Vai trò và chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cũng đã được nâng lên đáng kể, ý thức rõ trách nhiệm tầm quan trọng của kỳ họp, hầu hết các đại biểu tham gia thảo luận quyết định những vấn đề của địa phương một cách dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm các ý kiến phát biểu tập trung vào nội dung chương trình kỳ họp nêu lên các kết quả hạn chế kiến nghị giải pháp khắc phục đảm bảo việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ qua nhất là hội đồng nhân dân thành phố có nâng lên cả về số cuộc chất lượng và nội dung mở rộng trên nhiều lĩnh vực nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm bức xúc trên các lĩnh vực đời sống xã hội đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương Hoạt động này được tổ chức chặt chẽ hiệu quả, không dừng lại ở việc nghe báo cáo nghiên cứu tài liệu mà còn dành thời gian thỏa đáng cho việc đi khảo sát thực tế tại cơ sở và trong nhân dân. Từ kết quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ mới, trước hết phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là quan điểm đến công tác cán bộ. Ông Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc cho rằng, công tác dân sự lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân và thường trực Hội đồng Nhân dân. Do đó, cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định lựa chọn dân sự tiêu biểu xứng đáng đủ điều kiện đảm bảo tính kế thừa, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc đến thời điểm này được đánh giá chu đáo, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình và chất lượng có nâng lên. Qua chuyến kiểm tra giám sát công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá. Tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo từ đầu nên nhân sự đảm bảo cơ cấu đúng định hướng. Thành phố gắn công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là điều kiện thuận lợi để đạt kết quả cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cấp được tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt hiệu quả bước đầu, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình ô cấp trong thời gian tới, được ngành nông nghiệp tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội để liên kết nông dân trong xây dựng chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. Sau đây kính mời quý vị và các bạn nghe bài Chương trình ô cơ hội cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, do trên địa bàn tỉnh có nhiều chủ thể hoạt động trong tình trạng sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và tự phát, nên việc lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia chương trình ô để xét đánh giá và xếp hạng đặc chuẩn từ 3 sao trở lên là điều không dễ dàng. Theo cán bộ tư vấn, chương trình ô cấp được tỉnh, quyện, thị, thành phố trong tỉnh đồng hành cùng các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, xây dựng hình ảnh cho sản phẩm, tùy vào từng loại sản phẩm mà các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ cụ thể. Nếu sản phẩm là thực phẩm thì cần phải kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng truy xuất nguồn gốc, thực hiện công bố sản phẩm theo quy định. Đầu tư ý tưởng, sáng tạo ra các sản phẩm mới, sản phẩm có tính đặc trưng của dùng hoặc tạo sự khác biệt so với sản phẩm cùng loại đang có trên thị trường. Các cơ quan chức năng còn hỗ trợ các chủ thể thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và xây dựng dùng nguyên liệu sản phẩm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất cần ứng dụng công nghệ trong sơ chế, bảo quản, lựa chọn, thiết kế bao bì đảm bảo tính tiện lợi, an toàn, thân thiện với môi trường, thể hiện đầy đủ thông tin theo đúng quy định và đáp ứng được các tiêu chí về thẩm mỹ. Bước quan trọng nhất của chương trình ô là đánh giá và xếp hạng sao để các sản phẩm tham gia chương trình ô có thể đạt điểm từ 50 trở lên, tương ứng chuẩn xếp hạng từ 3 sao thì chủ thể doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần đầu tư vào chất lượng sản phẩm, bằng cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm cần có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến việt gáp lô gáp hữu cơ iso v v hiện nay trên địa bàn tỉnh an giang có 42 sản phẩm ô cốp đã được công nhận từ 3 sao trở lên trong đó có 37 sản phẩm đạt 3 đến 4 sao 11 sản phẩm đạt 4 sao và 26 sản phẩm 3 sao có 5 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề xuất trung ương đánh giá công nhận sản phẩm ô cốp cấp quốc gia năm 2021 phấn đấu có thêm hai sản phẩm tham gia đánh giá. Phân hạng sản phẩm ô cấp cấp quốc gia, 50 sản phẩm đạt ô cớp 3 sao 4 sao. Phối hợp với Sở Công Thương đưa nhanh sản phẩm vào hệ thống siêu thị, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận sản phẩm có xuất xứ, nguồn gốc, nâng cao năng lực quản lý, hoạt động cho 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia đề án ô cớp gồm 28 chủ thể có sản phẩm ô cớp năm 2020, 25 chủ thể dự kiến tham gia chương trình năm 2021. Tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm ô cốp năm 2020 của tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn hiệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc bảo hộ, quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng quá, thực hiện quản lý, bán hàng trên các trang thông tin điện tử, kết nối tiêu thụ cho các điểm bán lẻ, siêu thị, từ đó giúp nâng hàng sao các sản phẩm này trong năm 2021, dự kiến khoảng 8 sản phẩm đồng thời tập trung chuẩn quá các sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh năm 2020 để tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm này tham gia đánh giá sản phẩm ô cốp cấp quốc gia năm 2021. Dự kiến khoảng 2 sản phẩm, mỗi quyền thị xã thành phố có ít nhất hai chủ thể tham gia đề án ô cốp trong năm 2021. Mỗi chủ thể có không dưới một sản phẩm tiềm năng tham gia đánh giá, phân hạng. Phân đấu có 20 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao. Để đẩy mạnh chương trình ô cốp, tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chương trình ô cốp cụ thể là tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm ô cốp tham gia đánh giá phân hạng kiểm tra định kỳ về tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm ô cốp trước khi đưa ra hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp đợt 1 năm 2021. đồng thời đào tạo nghề cho lao động nông thôn tổng kinh phí năm 2021 là 1 tỷ đồng với tổng số lao động đào tạo nghề nông nghiệp là 1.500 người, tập trung đào tạo cho lao động ở các dùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cớp, thành viên quản lý hợp tác xã nông nghiệp, trang trại tham gia liên kết theo chuỗi ngành hàng, sản xuất công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản phẩm, đào tạo nghề nông nghiệp cho các đối tượng chính sách, an sinh xã hội ở các xã khó khăn nằm trong lộ trình xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, xây dựng 11 mô hình điểm tiên tiến. Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi. Trong chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài Nghị quyết chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở kế thừa chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, chính phủ đã ban hành nghị quyết về chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu cụ thể của chiến lược trong lĩnh vực chính trị đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế lao động tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030 giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030. Tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Trong đời sống gia đình và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới. Đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản. Giới lĩnh vực y tế, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030. Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42 trên 100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025 và xuống dưới 42 trên 100.000 vào năm 2030. Trong lĩnh vực giáo dục, nội dung về giới bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025 và khoảng 99% vào năm 2030. Tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của chiến lược là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách pháp luật và các chương trình chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đồng thời xây dựng và triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo quản lý ở các cấp hoạch định chính sách để mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, hàng năm tổ chức triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.